Rồi, siêu phẩm Maruyama MS253 cho các bác đây. Siêu phẩm VIP. Bom mọi người. 20 phần to. Đường kính của nó phải tầm 10 phần đó mọi người. Rồi. Tỷ sứ phút ra gì mọi người. Hàng này là hàng hệ ha. Để quay rất nhẹ. Nhẹ lắm. Nhẹ phèo. Nhưng mà tại vì cái này phải cho thêm tí nước vô thì nó sẽ an toàn hơn nên nó không rắc. Đây mọi người này. Đẩy tay nhẹ này. Và nó đi rồi. Rất là khỏe, nhìn tướng lực lưỡng không? To dài kiểu giác như vậy. Tăng áp ra. Đấy, nhẹ nhàng. Tì. Các bác nào mà sử dụng đầu bãi thì nhìn cái hàng này thì mê rồi. Em còn mê không chị các bác? Đấy, ba công ty. Bơm nhật bãi ha. Maruyama MS253. Một con duy nhất siêu phẩm cho ngày hôm nay. Đồng hồ áp mọi thứ còn ngon lành cảnh đào hết này. Đẹp. Và khóa xịt. Đầu này thì phụ tùng thay thế có đầy đủ nhá. Phốt ra đồ có hết mọi người nhá. Không thiếu nhá. Đây là mình nắp đổ nhớt vô. Nhớt nó còn hết nhá. Có giải. Này lực lắm. Bầy đúng mọi người. Em ru. Cái này các bác nào dùng sửa xe này. Cái đầu này bác xài thì cấp 5-6 xác. Nói chung đồ Trung Quốc thì hay là đồ liên doanh thì không có cửa chống với đầu này đâu. Đó. To. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhé. 0974644973 nhé. Hàng hệ nhé. Siêu VIP. Đó. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người nhé.